Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách nấu chè nhé. Đây là chè đậu đỏ bằng nồi cơm điện nhé. Đậu đen hay đậu trắng hay các loại đậu khác các bạn nấu cũng tương tự nhé. Bây giờ mình cùng vào bếp và làm nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách nấu chè đậu đỏ nhé, bằng nồi cơm điện nhé, rất là đơn giản thôi. Để nấu chè nhanh bở thì trước tiên là các bạn để đậu đỏ ngâm dưới vo sạch đậu đỏ với nước thông thường, và sau đó các bạn ngâm đậu đỏ qua đêm khoảng 6 đến 8 tiếng qua đêm cho hạt đậu đỏ nó mềm ra này, và cái nước đen này mình sẽ đổ đi, thì khi mình nấu thì chè chúng ta nó sẽ không bị chát nhé, và nó rất là nhanh nhừ đậu đỏ. Bây giờ mình sẽ đi vo sạch đậu đỏ và mình cho nồi cơm điện với cái mực nước khoảng gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần thôi, chứ không cần phải cho nhiều quá, để cho đậu đỏ nó nhừ đã. Sau đó mình mới nấu tiếp nhé. Tùy theo các bạn cho nhiều nước hay ít nước, như ở đây mình sẽ cho gấp khoảng 5 đến 6 lần hạt đậu, và mình sẽ cho vài giọt hạt muối thôi, rất là ít thôi để cho cái ngọt nó đậm lên ấy. Và đường thì không được cho nhé. Khi nào mà mình nấu cho cái đậu này nó mềm, nó nhừ, nó lát rồi thì lúc đấy các bạn mới đi cô với đường nhé. Với cho đường vào sớm thì nó sẽ làm cho món ăn của chúng ta, cái hạt đậu này nó không kịp mềm mà nó bị trương lên, nó bị cứng ấy. Thế nên đậu, khi mà đậu nó mềm thì mình mới được cho đường nhé. Các bạn cho vài cái lá dứa vào ấy, để chúng ta nấu cùng ấy, để cho nó tạo cái mùi thơm ấy, cho cái món ăn của chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cần cho lên bếp và mình nấu như nấu cơm ấy, bao giờ nó nhừ hạt đỗ thì thôi nhá. Khi ninh được 30 phút nó nhừ rồi nhá. Và mình cũng vừa vớt cái lá dứa mình bỏ đi rồi. Đây, nó rất là nhừ cái này rồi. Thì bây giờ các bạn chắc cái nước này các bạn để lại. Còn các bạn cho đường vào đây để mình cô đường nhá. Để chắc cái nước này ra thì khi mình cô đường thì cái đỗ nó mới ngấm được vào đường ấy. Các bạn mà cho đường vào luôn thì đỗ nó sẽ không ngấm được đường ấy. Nấu bằng nồi cơm điện này nó rất là bở và ngon ạ. Để lại một chút xíu nước, khoảng 2 thìa ăn phở hoặc 1 thìa ăn phở. Và các bạn tùy theo khẩu vị của gia đình mà các bạn cho đường. Ở đây mình cho khoảng 4 thìa ăn phở đường. Và mình cho thêm ít nước cốt dừa nữa vào để cho cái này nó thơm hơn, nó ngon hơn, nó ngậy hơn nhé. Còn lá dứa rồi, nó rất là thơm rồi, cho nên mình không cho vani nữa nhé. Còn nếu các bạn không có lá dứa thì các bạn cho ít bột vani hoặc ít nước vani vào nhé. Và bây giờ các bạn cho mình thêm một ít nước cốt dừa nữa vào. Và các bạn đun, mở vung ra và đun sủi khoảng 10 phút là cái chè này nó sẽ rất là ngấm gia vị nhé. Và mình chỉ cho khoảng một thìa đầy để ăn phở nước cốt dừa thôi. Cho nhiều quá thì nó sẽ nấu lâu thì nó sẽ thành dầu dừa ấy, mà mình hôm nay mình cũng không nấu lâu nên mình chỉ cho này, và mình đun khoảng 10 đến 15 phút thôi để cho cái hỗn hợp này nó ngấm vào cái đỗ. Rồi, và mở vung nhé các bạn nhé. Khi mà mình nấu lên ấy, nấu cô đường lên ấy, nó sủi như này rồi, các bạn cứ mở vung như vậy nhé, và nấu khoảng 10 đến 15 phút để cho cái đường và cái cốt dừa nó ngấm vào cái hạt đậu, nó cũng rất là thơm và nó không bị nhạt cái hạt đậu ấy. Và sau đó khi mà nó ngấm được rồi thì mình đổ cái nước đậu vừa nãy vào và mình hòa quấy tan, quấy đều lên, là mình sẽ có một cái nồi chè đậu rất là ngon nhé. Khi mà cái phần đậu nó đã được 15 phút rồi thì mình đổ luôn cái nước đậu vào nhé, và mình đun sủi cái hỗn hợp này lên, rồi mình cho ra cốc và thưởng thức là được thôi nhé. Sau khi nó sủi rồi nhá, nó hòa quyện vào nhau như này rồi này, các bạn thấy không, rất là ngon nha. Cái đậu đỏ này là đậu đỏ nhỏ nhá, các bạn nấu chè đậu đỏ, đậu đen, các loại đậu các bạn nấu như này đều rất ngon nhé. Các bạn để cho nó nguội, sau các bạn cho đá vào, hoặc là các bạn để nguội cất vào ngăn mát tủ lạnh để cho nó mát ấy, rồi sau các bạn cho đá vào. Rồi đây mình cho cả dừa khô vào nữa, ăn nó sẽ rất là ngon. Và mình được hai cốc rất là to như này, hơn hai cốc.
Nếu mà các bạn cho nhiều đá thì mình phải được 3-4 cốc với chỉ với khoảng 150g đậu đỏ thôi ạ. Để được 3 cốc ạ, 3 cốc đầy ạ. Còn nếu mà cho nhiều đá thì được 4-5 cốc ạ. Rất là ngon như này ạ. Rồi bây giờ mình đợi cho nó nguội thêm một chút nữa. Rồi sau các bạn, nếu mùa đông thì các bạn ăn nóng nhé. Còn mùa hè thì đợi cho nó nguội. Sau đó các bạn rắc thêm cái dừa khô này vào thì ăn nó sẽ cực kỳ ngon nhé. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào các bạn.